Mới đây, Netflix tung ra poster và trailer phần 2 của bộ phim Học đường đình đám mang tên Cô gái đến từ hư vô. Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các mọc phim, nhất là đối với các fan Thái Lan, bởi vào ngày 7 tháng 5 tới đây, họ sẽ được gặp lại cô gái ngầu, điên, đẹp, nano do Kitty Chicha Amatayakul thủ vai. Có thể thấy, nếu như poster ở phần 1 đem đến sắc thái bí ẩn, ghê rợn, thì sang đến poster của phần 2, một không khí tươi vui hơn hứa hẹn sẽ được mở ra. Dù vậy, chủ đạo của tấm poster vẫn là cô gái đáng sợ nano, đang ngồi trên cao, tự như ngồi trên ngai vàng, hòng thống trị các bạn học sinh của mình. Và cũng trong trailer mới nhất của bộ phim này, những hình ảnh được nhà đài tung ra đã khiến người xem không khỏi khiếp sợ. Vẫn là những trận đấu đổ máu, vẫn là những lời khích bác nhau, nhưng có vẻ như nano đã lợi hại hơn xưa. Thậm chí những nhân vật xung quanh cô cũng gây tò mò với giá tâm tàn độc và thâm hiểm của mình. Gần đây, trên trang Instagram cá nhân của mình, nữ diễn viên đã đăng tải hình bản thân đang thực hiện cảnh quay của một bộ phim nào đó. Trong story của cô, mọi người có thể thấy được tạo hình của Chicha là một nữ học sinh trung học. Nhìn trang phục, bối cảnh, có nhiều fan suy đoán cô nàng đang thực hiện những cảnh quay cho bộ phim Cô gái đến từ hư vô 2. Không còn tóc ngắn mái ngố, nữ diễn viên dần đã hóa thân vào một nàng thiếu nữ dịu dàng, nhẹ nhàng, đầm thắm, nhưng đâu đó vẫn toát lên sự bí ẩn và vẻ nguy hiểm. Bộ phim Cô gái đến từ hư vô chính là bước ngoặt của nàng diễn viên cá tính Chicha. Chính nét diễn bất cân, giọng điệu nguy hiểm, nụ cười mang rợ đã giúp cô thu hút về một lượng fan khổng lồ. Khi mới ra mắt, Cô gái đến từ hư vô đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả khi khai thác những mặt trái của môi trường học đường. Từ lạm dụng tình dục, mua điểm, tranh giành vị thế, Cô gái đến từ hư vô trở thành tấm gương phản chiếu giúp phơi bày những thứ dơ bẩn nhất ở một nơi được cho là vô cùng thiêng liêng. Bên cạnh đó, với sự dẫn dắt câu chuyện của nữ chính nano thoát ẩn thoát hiện, khán giả lại được fan ngưỡng mộ bởi cách khai thác đề tài và triển khai phim của biên kịch cũng như đạo diễn là vô cùng khéo léo và tinh tế. Ngoài ra, với màn thể hiện tài tình của nhân vật nano mà nữ diễn viên Kitty cũng gặt hái được những thành công nhất định. Danh hiệu cô gái quỷ được dành tặng cho nữ chính như một thương hiệu mỗi khi người ta nhắc đến Kitty Chicha Amatayakul. Tên tuổi của nữ diễn viên sinh năm 1993 được đông đảo khán giả trong nước cũng như quốc tế biết đến và dành sự yêu mến. Chicha được biết đến với tư cách là một ca sĩ, một diễn viên và là một người mẫu. Cô bước chân vào làng giải trí năm 2013, nhưng chỉ đến khi Girl From Nowhere, cô nàng mới thực sự tỏa sáng. Cũng nhờ bộ phim này mà nữ diễn viên trở thành một trong 10 gương mặt diễn viên ấn tượng của năm. Không chỉ nổi tiếng trong nước mà tên tuổi của cô còn lan khắp thế giới. Thậm chí, nữ diễn viên 27 tuổi còn vinh dự xuất hiện trên tạp chí Vogue Thái Lan. Hy vọng rằng sau thành công vang dội của mùa 1, cô gái đến từ hư vô sẽ tiếp tục duy trì phong độ, thậm chí là bùng nổ hơn so với kỳ vọng ở mùa 2 này.